khi mệt mỏi anh cũng chẳng thể nói hết ra bao điều. Lắm lúc thấy mình mệt quá, lắm lúc muốn được cùng mà, lắm lúc thấy mình càng thêm cô đơn. Vậy nên em muốn nói anh hay cứ là anh thôi. Những khi mệt mỏi đừng lo nhé, vì đã có em đây rồi. Em chẳng chính là em, khoan dung nhất chính là anh. Dù mình cãi vã chưa bao giờ mình cách xa nhau, là vì anh chẳng nỡ xa, hay vì em vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Vô tư nhất chính là em, lo xa nhất chính là anh. Mình cùng nhau đi quãng đường chẳng nỡ xa, hay vì em vẫn thiết tha.